phản ứng lạ của Trường Giang trước thông tin Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Trường Giang đã chia sẻ bức ảnh chế vợ chồng anh có thêm thành viên mới kèm thêm câu hỏi. Qua giờ nhìn cái ảnh này mà mắc cười ghê, cả nhà biết hung thủ là ai không nè. Ngay dưới bài đăng của Trường Giang, cư dân mạng liên tục bày tỏ sự quan tâm đến Nhã Phương và thông tin về chuyện sinh em bé của nữ diễn viên. Tuy nhiên trước tò mò của người hâm mộ, Trường Giang bày tỏ sự im lặng. Mới đây trên mạng xã hội, xôn xao thông tin Nhã Phương đã sinh con gái vào ngày 22 tháng 1 tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh sau 4 tháng làm đám cưới. Tuy nhiên, mọi thông tin về chuyện sinh em bé của Nhã Phương đều được giữ kín hoàn toàn, vì Nhã Phương cũng không hề lên tiếng xác nhận. Nhã Phương Trường Giang làm lễ đính hôn vào cuối tháng 8 tại Quảng Nam. Theo nhiều tin đồn cho hay, thời điểm đính hôn, Nhã Phương đã mang thai 3 tháng. Đó cũng là lý do khiến cô phải hủy vai diễn trong phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời. Trường Giang lần đầu tiết lộ về cuộc sống vợ chồng hiện tại sau khi kết hôn với Nhã Phương. Vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, Trường Giang và Nhã Phương đã tổ chức hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ cưới được diễn ra vô cùng long trọng và cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ phía người hâm mộ cũng như bạn bè, gia đình. Sau đám cưới, cặp đôi đã bị bắt gặp ở sân bay Đà Nẵng để hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Mặc dù đã kết hôn được một tuần nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Vào chiều ngày 9 tháng 10, buổi ra mắt chương trình Thách thức danh hài mùa năm đã có sự xuất hiện của danh hài Trường Giang. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của anh sau khi kết hôn cùng Nhã Phương. Khi được hỏi về cuộc sống hai vợ chồng sau khi về chung một nhà, danh hài Trường Giang cho biết, từ khi lập gia đình, cuộc sống cả hai thú vị hơn. Nếu biết trước thú vị như vậy, thì tôi đã lập gia đình sớm hơn rồi. Sau khi lập gia đình, thì hai vợ chồng vẫn hoạt động hai công ty riêng. Nhưng khi có quyết định về chuyện gia đình thì cả hai cùng quyết. Cả hai vợ chồng tôn trọng công việc của nhau và không can thiệp vào quá nhiều. Đồng thời, danh hài xứ Quảng cũng bất ngờ tiết lộ thông tin vô cùng thú vị. Từ ngày lập gia đình cũng giống như Trấn Thành, khi ra đường, Trường Giang cũng không đem theo được một đồng cắt. Mọi chuyện đều có trợ lý lo, còn nếu có nhúc nhích gì là bị trình báo về bà xã ở nhà ngay. Đặc biệt hơn, như ai cũng biết, ở nhà Trường Giang ai là phe hơn rồi, vợ luôn thắng. Hé lộ điểm chung ít ai biết của vợ hai danh hài nổi tiếng nhất showbiz, Trấn Thành, Trường Giang. Có lẽ trong làng hài Việt, không ai là không biết đến danh hài Trấn Thành, Trường Giang. Cặp đôi này xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều vở kịch, các chương trình. Họ mang đến cho khán giả những tiếng cười giòn giả, xua tan đi mọi buồn phiền, mệt mỏi. Hai danh hài này cũng sớm yên bề gia thất với hai cô vợ đẹp đức tiếng trong showbiz Việt là Hari Won và Nhã Phương. Nhắc đến Hari Won và Nhã Phương, người ta nghĩ ngay đến hai mỹ nhân của điện ảnh Việt. Nếu như Nhã Phương luôn giữ hình ảnh ngọc nữ trong sáng nhẹ nhàng, thuần khiết, lúc nào cô cũng xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, duyên dáng và tinh tế nhất, thì Hari Won lại một nữ ca sĩ nhí nhảnh, đáng yêu, cô trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Từ nét mặt đến tính cách, gu thời trang, vợ hai danh hài dường như không có sự tương đồng, nhưng họ có điểm chung, đó chính là giành được sự yêu mến, quan tâm của rất nhiều khán giả. Và có một điều ít người nhận ra, họ có điểm chung về nhan sắc, đó là chiếc mũi cao hơn, thẳng hơn và thon gọn hơn so với hồi mới đặt chân vào showbiz. Đầu tiên, hãy nhìn lại hành trình nhan sắc của bà xã Trấn Thành để thấy rõ điều này. Là ca sĩ người Hàn, gốc Việt, Hari Won bén duyên với V-Beat và nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ của khán giả. Không chỉ là một ca sĩ, cô còn có tài diễn xuất, làm MC cực kỳ duyên dáng. Góp phần làm nên thành công của Hari ngày hôm nay không thể kể đến ngoại hình xinh đẹp của cô. Hồi mới gia nhập V-Beat, Hari để lại ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần và chiếc mũi đặc biệt. Sống mũi thì thấp tẹt, trong khi phần đầu lại to tròn. Còn hiện tại, sống mũi của Hari là niềm ao ước của biết bao cô gái. Sống mũi của cô như thể cao và thon hơn rất nhiều so với trước kia. Với góc chụp nghiêng, càng lộ rõ chiếc mũi khác lạ của Hari. Rõ nhất là thông qua các bức ảnh chụp nghiêng. Ở cùng một góc mà chiếc mũi của Hari lúc thì to, lúc lại thon gọn sắc sảo. Phần cánh mũi cũng nhỏ hơn nhiều so với trước kia. Để ý phần đầu mũi của bà xã Trấn Thành sẽ thấy, phần đầu mũi tuy to, nhưng chiếc mũi đã rõ sống hơn hẳn. Chính vì thế mà cư dân mạng nghi vấn cô đã nhờ sự can thiệp của dao kéo để có chiếc mũi ưa nhìn hơn. Giờ đây, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và hàng bậc nhất V-Beat. Kỳ lạ thay, dù đã ngoài 30 mà trông cô vẫn như thiếu nữ 18 đôi 10. Nhã Phương.
Nếu như Hari Won được khen trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, thì Nhã Phương được khen ngày càng xinh đẹp và hút mắt người nhìn hơn. Vì vẻ đẹp không gốc chết này mà Trường Giang đã mê đắm cô suốt bao năm trời. Từ khi mới vào showbiz đến nay, Nhã Phương luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc của mình. Nếu tinh ý một chút, nhớ lại hồi đầu vào showbiz, bạn sẽ nhận thấy phần mũi của người đẹp có phần khác so với bây giờ. Hồi mới vào showbiz, khán giả ấn tượng bởi cô gái có gương mặt tròn bầu bỉnh. Mũi của Nhã Phương cũng rõ sóng mũi, nhưng phần đầu lại hơi to. Nhưng mới đây, trong ngày cưới trọng đại của đời người, Nhã Phương lại khiến khán giả suýt xoa không nhận ra vì gương mặt khác lạ, sống mũi cao và thon gọn hơn hẳn, cùng với đó là phần cằm cũng nhọn chuẩn V-line hơn. Chính vì sự thay đổi này đã khiến khán giả nghi ngờ cô đã nhờ cậy dao kéo thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc của mình. Chỉ cần đặt cạnh những bức ảnh trước đây và bây giờ, bạn sẽ có thể thấy rõ sự khác biệt. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng sự khác biệt này là do cách trang điểm và góc chụp mà thôi, nhan sắc của Nhã Phương vẫn xinh đẹp và mê hoặc lòng người. Trường Giang mâu thuẫn với Hari Won, sự thật bất ngờ về mối quan hệ hiện tại với Trấn Thành. Không ít lần, người hâm mộ tự đặt ra câu hỏi, phải chăng mối quan hệ giữa Trấn Thành và Trường Giang bằng mặt không bằng lòng, khi không ít lần họ được đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây trong tập 35, chương trình Nhanh Như Chớp, Hari Won liên tục bị Trường Giang bắt lỗi. Khi MC Hari Won đọc câu hỏi cho người chơi, hãy đưa ra tên 20 diễn viên Hàn Quốc sống ở Seoul. Ngay sau đó Trường Giang đã lên tiếng, một lần nữa đề nghị ban tổ chức đổi MC ngay bây giờ được không? Kể tên 20 nghệ sĩ Hàn Quốc tôi còn chẳng biết, huống hồ lại còn sống ở Seoul. Ngay sau đó bà xã Trấn Thành đáp trả, Trường Giang chẳng hợp tác gì với tôi cả. Tôi và Trường Giang biết và làm việc với nhau được hơn 4 năm rồi mà anh ấy cứ cà khịa tôi. Danh hài Trường Giang lập tức phản bác rằng những lập luận riêng của anh. Thứ nhất, Hari Won chưa bao giờ mời tôi ăn lần nào hết, còn tôi ngược lại rất nhiều lần. Thứ hai, chưa bao giờ Hari Won hỏi tôi có mệt không sau chương trình, chỉ có tôi hỏi Hari Won thôi. Thứ ba, Hari Won chưa bao giờ nói anh Giang ơi, hôm nay anh nói nhiều quá để em nói hộ cho, làm hộ cho. Tôi toàn làm nhiều, còn Hari Won làm ít, nhưng lương của Hari Won lại rất nhiều. Thế thì Hari Won còn tồn tại trong chương trình này làm gì nữa? Anh nói thêm. Trong sự ngỡ ngàng của Trường Giang và các khách mời, Hari Won đã bỏ về. Tôi dẫn một mình cũng không sao đúng không quý vị, không ai đúng hết, Trường Giang nói. Ngay lập tức đoạn hội thoại kể trên đã thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhiều người cho rằng đây có thể là một chiêu trò của nhà sản xuất. Một số khác lại cho rằng điều này chẳng có gì khó hiểu khi hai nam danh hài Trường Giang và Trấn Thành có vẻ như đang nằm trong mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Theo lập luận của một số bộ phận công chúng, có lẽ tin đồn này là đúng sự thật khi trong đám cưới Trường Giang và nữ diễn viên Nhã Phương, Trấn Thành cũng không có mặt. Chưa kể từng rất nhiều lần, khán giả đặt lên bàn cân so sánh hai nam danh hài không chỉ về tài năng, tài sản mà còn cả về độ đào hoa. Khi biết tin đồn bằng mặt không bằng lòng, chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng có một sự thật hiển nhiên là Trấn Thành và Trường Giang từng hợp tác ăn ý trong vai trò MC, giám khảo của nhiều chương trình hút khách như Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai. Bên cạnh đó, họ cũng là hai người bạn khá thân trong cuộc sống. Tên tuổi Trấn Thành, Trường Giang thường xuyên xuất hiện song hành mỗi khi nhắc đến sân khấu hài hay ngôi sao truyền hình. Nói về sự vắng mặt của chồng trong lễ cưới Trường Giang, Nhã Phương, Hari Won cho biết vì ông xã đã nhận lịch diễn từ đầu năm, cũng như đang ở khá xa nên không thể kịp về để tham dự đám cưới của người bạn thân thiết. Thay mặt chồng, Hari Won gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang, hạnh phúc đến đầu bạc, sớm sinh quý tử. Về tin đồn bất hòa giữa Hari Won và Trường Giang vừa qua, chia sẻ với báo chí, đại diện phía đơn vị sản xuất khẳng định tin đồn Hari Won bỏ dẫn nhanh như chớp là không đúng sự thật. Nữ ca sĩ và Trường Giang cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng, không phải ở thời điểm này mới dấy lên tin đồn sức mẻ tình cảm giữa hai nam danh hài, mà trước đó tin đồn này đã xuất hiện rất lâu. Trong một buổi họp báo vào đầu năm 2016, Trường Giang đã đính chính một số thông tin không đúng về mối quan hệ giữa anh và Trấn Thành. Tôi và Trấn Thành có yêu nhau đâu mà rạn nứt, chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau nhưng cạnh tranh công khai. Chẳng hạn như Trấn Thành ra sân khấu thì tôi sẽ ngồi coi Thành có điểm nào hay, điểm nào dở. Chúng tôi cạnh tranh để tiến bộ, chứ không phải tìm cách dìm nhau. Là hai nam danh hài nổi tiếng hiện nay, việc đặt lên bàn cân so sánh của người hâm mộ là điều khó tránh. Tuy nhiên cũng như Trường Giang nói, việc cạnh tranh công khai giữa hai người sẽ giúp họ hoàn thiện khả năng của mình và cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm hấp dẫn.